Nên mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo một mẫu lập trình cho máy lập trình khối lớn bằng phần mềm DAO. Mở phần mềm lên này. Chọn đời máy mà công ty mình đang sử dụng này. Công ty mình sử dụng máy khổ 1m3 x 90 lớn là 13090. Ok. Mở file. File thì phần mềm này nó hỗ trợ rất nhiều đuôi, nhưng thường thường là sử dụng đuôi PLT và đế ghép này nhiều nhất. Bên mình sử dụng PLT, mình chọn PLT. Rồi mình chọn file cần tạo này. Ok. Tiếp theo là bôi đen tất cả này. Để mình lật mẫu, lật từ bên này sang bên phải này, từ bên trái sang bên phải. Mình bôi đen tất cả này hoặc ken, ấn Ctrl A kích chuột phải này, ấn vào Finish này. Thì x 3x sẽ là lật theo chiều dọc và 3y là lật theo chiều ngang. Và mình muốn lật theo chiều ngang, ấn vào. Ok. Tiếp này. Sau đó là tiếp theo là đến xóa những đường không cần thiết và giữ lại những đường mình cần chạy. Mình ấn Ctrl, giữ Ctrl và kích vào những đường mình cần giữ lại. Sau đó mình chọn lệnh. User select, mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu, đọc bừa. Kích vào nó sẽ hoán đổi từ đường mà với mình giữ lại là đường giữ lại, đúng không? Kích vào đây nó sẽ hoán đổi từ đường mình giữ lại sang đường mình cần xóa đi. Sau đó mình ấn đen xóa đi là xong. Tiếp theo à, ở đây nó sẽ hiển thị là S là điểm bắt đầu, E là điểm kết thúc, tức là bây giờ nó đang chạy từ dưới lên trên. Bây giờ mình muốn cho nó chạy từ trên xuống dưới, mình lại bôi đen hoặc là Ctrl A. Mình chọn lệnh reverse direction đây, hai mũi tên đối chiều nhau này, mình kích vào nó sẽ đảo cho mình từ trên xuống dưới. Bên trên này sẽ điểm bắt đầu và bên dưới là điểm kết thúc. Tiếp theo nữa là chọn số thứ tự đường chạy, cái nào mình muốn cho nó chạy từ trái qua phải hoặc là chạy từ phải qua trái hoặc là chạy từ giữa đi. Mình bôi đen tất cả này, chọn sort chọn tab sorting. Nó có hai cách, một là bạn sẽ chọn tự động là nó sẽ tự động sắp xếp left to right, từ trái qua phải, từ trái này sang bên phải. Right to left là từ bên phải sang bên trái. Hoặc là bạn chọn sort by click là nó sẽ chọn click từng đường một, là mình click đường nào thì nó thứ tự nó sẽ là từ đường đấy trở đi. Ví dụ mình muốn chạy từ đường này chẳng hạn, đường thứ nhất này, sort by click đường thứ nhất, đường thứ hai, đường thứ ba, đường thứ tư, đường thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Nếu mà khi mình đang thao tác đây mà mình thao tác sai, thao tác lỗi chẳng hạn, mà mình muốn trở lại thao tác trước thì mình chọn vào lệnh mũi tên xanh này undo là nó sẽ trở lại thao tác trước. À, làm lại này, chọn thứ tự mình chạy này, thường thường mình chọn như này cho nó nhanh, tự động sắp xếp right to left là từ phải qua trái này. Ok, đây mình nhìn lại đây nó sẽ có một đường lỗi này,
đến đường 15 này nó sẽ chạy tiếp từ đường 16 xong nó mới đến đường 17 này, thì nó lại đây mà nó là 16 nó sẽ nhảy xuống đây, sau đó nó sẽ lên đây, thì sau đó mình sẽ sửa lại này. Mình kích vào đường này mình chuyển đổi nó thành đường 16 này, ấn 16 change đấy là nó sẽ đổi thành 16 lên 17. Tiếp nữa là mình muốn xóa cái đường này đi, mình muốn bớt đường này đi 10 phân, bớt đầu bớt đuôi đi 10 phân vì cái đường này của mình nó đang trùng với đường thứ hai. Mình chọn tab Optimizing, trong tab này nó sẽ có đây là điểm bắt đầu và đây là điểm kết thúc. Trong tab này nó tính bằng mm, đây mình muốn bớt đi 10 phân thì âm sẽ là bớt đi và dương sẽ là thêm vào, thì mình đặt dấu trừ đằng trước nó sẽ là bớt đi. Trừ trước bớt đi 10 phân thì nó sẽ là 100 mm. Tiếp tiếp số 0 nữa, 100 mm. Dưới này cũng vậy, đầu ra trăm mm, nhìn này, đầu vào này bớt, đầu ra này bớt. Đó. Mình làm lại, mình thử thêm vào này, dương này, xóa dấu âm đi này, thêm này, kích vẽ thêm này, đó, 10 phân, thêm này, 10 phân, đặt dấu trừ trước này, trừ trừ bước đi này, 10 phân, bước tiếp này 10 phân. Ok, chuyển sang tab tiếp theo, chuyển lại tab conversion này, chọn next này, next tiếp này, nó sẽ chuyển sang phần mật độ mũi chỉ và tốc độ máy, kèm theo là lại mũi đầu lại mũi cuối. Đây là mật độ mũi chỉ này, bình thường là 2.5, bạn có thể điều chỉnh 2.0, 3.0 chẳng hạn, tùy theo. Đây là tốc độ mình để 2.5. Chọn tab Backseal Setting, nó là lại mũi. Đây là Not Apnea, tức là không lại mũi. 1 là lại mũi đầu, 2 là lại mũi cuối, 3 là lại mũi chồng, 4 là lại mũi đầu và lại mũi cuối. Đây là lại mũi đầu 3 mũi này, lại mũi cuối 3 mũi này, lại tối đa là 9 mũi. Đấy, ok. Lách tiếp. Đến bước này là bước mình sẽ kiểm tra. Mình chọn là manual spec, là tự chọn tốc độ. Mình chọn tốc độ chạy mức cao nhất, sẽ đến preview xem thử ấy. Nếu không xảy ra vấn đề gì mình sẽ lưu lại, copy ra USB là xong. Ok, tại sao mình chọn manual spec mà không chọn auto spec? Vì chọn auto thì nó không điều chỉnh được tốc độ. Như vậy đấy, là auto là nó sẽ chỉ được đến đây thôi, nó chạy rất chậm. Mình nhiều đường trần này thì mình đợi rất mất rất nhiều thời gian. Mình chọn sang bên này thì mình điều chỉnh được tốc độ cao nhất, thì nó sẽ lướt qua nhanh hơn, là mình đỡ mất thời gian hơn. Bước cuối cùng là save, là lưu lại. Ở đây nó sẽ hiện sẵn cái tên mà khi mình mở ra, là lập trình thân sau cỡ L, PLT. Đây nó sẽ hiển thị luôn cái tên của mình và phần mềm này. Mình chọn cái đuôi mà máy mình sử dụng, đuôi máy bên công ty mình là đuôi VDT. Mình chọn VDT. Sau đó mình chọn một thư mục lưu, thư mục lưu file. Sau đó chọn save, là nó sẽ lưu vào trong thư mục đó. Tắt đi,
Đây là nó hỏi có lưu lại hay không. Sau đó mở file nó ra này. Vừa nãy mình vẫn phải nhớ là bạn lưu vào thư mục nào thì bạn mở thư mục đấy. Không là chốc tìm là rất mất thời gian. Đây, file mình vừa làm là lập trình thân sau. Cỡ LVDT. Mình sẽ copy, cắm USB vào, copy nó ra USB. Và sau đó cắm vào máy. Chọn lấy lại điểm gốc ở trên máy, điểm bắt đầu ấy, và chạy thôi. Video kết thúc ở đây. Các bạn có bất cứ thắc mắc nào mà mình biết mình sẽ giải đáp, comment bên dưới video mà mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn mọi người.